Đời sống Miệt Thứ là ai, làm gì và ở đâu? Nhắc đến Miệt Thứ, bên cạnh những sản vật của thiên nhiên trao tặng, những khung cảnh miền quê bình dị, thì chắc chắn chúng ta phải nhắc đến đờn ca tài tử Nam Bộ, là dòng nhạc dân tộc của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể. Ở Miệt Thứ, đờn ca tài tử còn là một loại hình sinh hoạt văn hóa gắn kết cộng đồng, phản ánh tâm tư tình cảm của người dân miền sông nước nơi đây. Và chiều ngày 23 tháng 4, câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện An Minh đã phối hợp với câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Đông Hưng tổ chức buổi sinh hoạt xoay vòng tại ấp Thành Phụng Tây, xã Đông Hưng. Được biết, đây là buổi sinh hoạt xoay vòng kỳ thứ tư trong năm 2021. Chia sẻ thông tin về hoạt động này, anh Chí Nhân, chủ nhiệm câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện An Minh đã cho biết. Câu lạc bộ đờn ca tài tử huyện An Minh đã có chính thức đưa vào hoạt động năm 2006. Theo cái mô hình của không gian tài tử của tỉnh Kiên Giang thì câu lạc bộ ban chủ nhiệm sẽ được chính thức ra mắt vào tháng 1 năm 2018 và hoạt động cho đến nay theo cái hình thức của ban chủ nhiệm câu lạc bộ ban chủ nhiệm huyện thì hình thức là hoạt động xây dòng, sinh hoạt xây dòng mỗi một tháng thì một xã thì ban chủ nhiệm câu lạc bộ ban chủ nhiệm huyện thì có 11 câu lạc bộ của các xã thị trấn. Hiện tại thì trên 11 xã đều có 11 xã thị trấn đều có câu lạc bộ đờn ca tài tử của cấp xã thị trấn. Theo cái đầu năm thì mình xây dựng cái kế hoạch hoạt động tích cực bất thăm là hiện tại thì là tới tháng 4 thì đã sinh hoạt được 4 kỳ. Hiện tại hôm nay thì năm 2021 thì ngày thứ tư kỳ thứ tư này đã sinh hoạt tại xã Đông Bích. Buổi sinh hoạt đã diễn ra trong không khí thân mật với sự tham gia của các thành viên đến từ câu lạc bộ đờn ca tài tử các xã trên địa bàn huyện. Xã Đông Bình đã tổ chức cái buổi sinh hoạt xây dòng hôm nay ở nhà anh Hảo. Xin chào mọi người, mình tên là Xuân Hậu, đến từ xã Thuận Hòa. Xin chào, mình tên là Như Ý, mình đến từ xã Đông Hòa. Chào, mình là Ngọc Duyên, mình đến từ xã Đông Hòa. Xin chào tất cả mọi người, mình là Thu Phương, đến từ Bình An, Thuận Hòa. Mình xin chào mọi người, mình là Ngọc Tươi, đến từ Bình An, thị trấn Thuận Hòa. Chị ơi, mình đi từ Thuận Hòa qua đây sao không chị? Ba chục cây số chạy xe máy. Ê, xin chào mọi người. Và đây là chị Thu Hà. Chị Thu Hà đến từ thị trấn thứ 11. Còn cô đến từ đâu ạ? Vâng, cánh tay. Rồi xin mời mọi người vô ạ. Xin chào bà
con thứ số 11. Hôm nay câu lạc bộ đờn ca tài tử xã Đông Hưng đã giao lưu tại ấp Thạnh Bình Tây, xã Đông Hưng, huyện Bình Chánh, Kiên Giang. Thì câu lạc bộ đã hình thành từ năm 2014 cho đến nay. Câu lạc bộ hiện có là 20 người. Thì theo kế hoạch đã sinh hoạt hàng tuần thì mỗi lần trên tháng. Thì trong các câu lạc bộ huyện tổ chức thì câu lạc bộ của xã Đông Hưng đều cũng tham gia theo định kỳ xây dựng cho đến hết năm. Thì bây giờ xin thông báo đến những cái thành viên có cái đam mê ca hát tài tử thì cứ liên hệ đến số điện thoại của mình 0339972700. Xin chào cô. Xin chào tất cả bà con ở thứ 1. Mình là tên Thu Phương. Mình là ở ấp Bằng A, tỉnh Hòa An, Minh, Kiên Giang. Mình đã tham gia câu lạc bộ năm nay là 3 năm rồi. Mình cũng sinh hoạt mỗi một tháng cũng một lần. Mình đã tham gia câu lạc bộ đó rất vui. Bà con ơi cũng là tham gia câu lạc bộ của mình để cho vui. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.